đồng chí và các bạn, trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Áo Anh Chỉ Mặc Một Lần của tác giả Nguyễn Minh Đức qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông. Các đồng chí, trung đội trưởng Tuấn ở đơn vị tôi có thói quen là sau khi duy trì đơn vị tập thể dục sáng xong, sẽ dạo quanh doanh trại một lượt, vừa để thư giãn, đồng thời kết hợp đôn đốc anh em sắp đặt trật tự nội vụ, vệ sinh, dọn nền bể tắm trước khi kiểm tra sáng. Thói quen này giúp trung đội trưởng phát hiện mỗi ngày có một bộ quần áo lót nam vô chủ bỏ lại góc nhà tắm không giặt, cũng chẳng phơi. Tuấn nghi hoặc, nếu là quần áo cũ, nhầu, rách thì không nói làm gì. Nhưng quần áo mới toanh, thế cho nên mới là hiện tượng không bình thường. Theo quy định, trực nhật phải gom lại giặt sạch, làm rẻ lau súng hoặc khiêng vào thùng rác nếu đã thông báo sau giờ kiểm tra sáng không ai nhận. Tuấn nêu hiện tượng lạ trong giao ban, đề nghị các tiểu đội trưởng thăm dò, nhắc nhở trong sinh hoạt tiểu đội và yêu cầu toàn trung đội chú ý quan sát phát hiện. Nếu không phải là người cùng trung đội, đại đội, thì cậu nào đó trong tiểu đoàn ham chơi thể thao, khi về tới bể tắm đã hết nước nên tắm ké không? Hoặc là ai đó đang mưu tròn nghịch dại. Không dễ bỗng dưng có một bộ quần áo lót từ trên trời rơi xuống. Nhiều giả thiết đặt ra quanh chuyện một được mười ngờ, cưa mỉ mãi trong bóng tối bao trùm trung đội. Trong khi chưa tìm ra chân tướng thủ phạm, thì những cuộc tranh luận khá sôi nổi. Không ai giàu có đến mức quần áo chỉ mặc một lần rồi vứt bỏ. Chính người giàu càng siêu tiết kiệm. Đó là lập luận của anh em chiến sĩ A1. Còn quan điểm của A2 thì thấy rõ việc trên là sự lười nhác và thiếu tính tự giác rất cao. A3 thì tỏ ra hiểu đời hơn, nên cho rằng ngay cả những ca sĩ diêm dúa, tiền tiêu như nước, áo quần đầy rẫy cũng mấy ai chỉ mặc một lần. Các tiểu đội trưởng hiến nhiều kế để phát hiện đối tượng bỏ lại quần áo. Ấy vậy mà chưa có kế nào khả thi cả. A trưởng Vũ đề xuất tổ chức thêm vọng gác nhà tắm, nhưng không ổn lắm, vì ai lại đi gắn camera sống trong nhà tắm bao giờ. A trưởng Phong thì kiến nghị tắm từng tổ ba người nhằm giám sát nhau, nhưng công việc của các tổ giờ binh thao không dễ gì thực hiện. Và lại, ở đơn vị ai cũng biết giờ giấc dường như khép kín, sau binh thao mới đến tắm giặt, khi tắm đồng loạt giặt lao sao không dễ gì kiểm soát. Chuyện chung nhà tắm đã đành, lại còn mấy ai quan sát được hết cái chuyện tế nhị khi người khác thay áo quần. Thế đấy. Cuối cùng thì A trưởng Nam hiến kế quản lý dây phơi hàng ngày theo từng tiểu đội, nhưng xem ra kẻ giấu mặt rất ngoan cố và vẫn chưa bị lộ. Tuấn nghĩ lính mới được phát quân trang theo tiêu chuẩn, anh em sẽ bảo quản sử dụng theo một chế độ quy định, không mua bán, đổi trang, chứ đừng nói đến vứt bỏ nó. Tuấn coi như đây là thử thách đầu đời cầm quân của mình và sử dụng chiêu cuối cùng điều nghiệm quân tư trang cá nhân để tìm cho được chân tướng. Cuối tuần giờ điểm nghiệm quân tư trang cá nhân theo chế độ quy định. Sáng ấy như thường lệ, toàn trung đội thực hiện lần lượt các chế độ nền nếp. Tuấn phối hợp chặt chẽ với các tiểu đội trưởng, tiểu đội phó, phân đoàn trưởng, kết hợp chiến thuật kiểm tra trong, ngoài, trên, dưới mọi ngóc ngách đơn vị. Và không khó khăn lắm để tìm ra người không có quần áo trên dây phơi. Rõ ràng mỗi người ngoài quân tư trang cá nhân chỉ được phát hai bộ dài này, hai bộ lót này. Thế rồi bộ mặc trong người thì phải có bộ ở dây phơi này. Người không có trên dây phơi hôm ấy lại là Hùng đẹp trai của A2. Quả thật Hùng có làn da trắng, dáng rong ròng cao, môi đỏ tươi, cười đẹp và đã được mệnh danh là đẹp trai kém tắm. Giờ điểm nghiệm quân tư trang kết thúc mà vẫn chưa tìm được người bỏ lại bộ quần áo lót mỗi chiều, vì ở ba lô của Hùng vẫn có một bộ mới tinh chưa mặc và một bộ trong người. Mọi nghi ngờ đổ dồn vào Hùng đẹp trai, dường như đang chững lại. Chiều thứ bảy, Trung biết tin Hùng đẹp trai có khách. Khách của cậu chính là Loan, con bà Hồng bán hàng tạp hóa ngay gần cổng đơn vị. Gặp Hùng trong cái liếc mắt tình tứ đầy ý nhị
và gói quà loan trao. Hùng nhanh chóng trở lại bãi tăng gia, tay ôm gói quà để ở gốc cây ngồi tán gẫu. Trong lúc mê mải, mấy thằng quỷ sứ nhóm tăng gia mới gỡ dây mở quà. Và trong đó, các đồng chí có biết là gì không? Là hai bộ quần áo lót. Trời đất ơi, tang chứng, vật chứng đã rõ ràng. Những truy vấn của anh em dồn dập, màn bí mật được chính Hùng vén lên. Nhà ở phố, bố chạy dự án, mẹ buôn bán và kết thân với cô Hồng đầu cổng đơn vị. Trước ngày nhập ngũ, hai người ngầm thỏa thuận. Hồng à, cháu nó lười tắm, em giúp chị mang mỗi ngày một bộ quần áo lót để nó thay. Nó chưa phải làm gì bao giờ, cũng không biết giặt rũ, và lại bộ quần áo lót không đáng bao nhiêu, tội nó. Thỏa thuận ấy được cô Hồng và Loan âm thầm thực hiện. Tuần hai lần mang quần áo lót cho Hùng, kèm thêm nhu yếu phẩm và tiền tiêu vặt. Đã hình thành ở Hùng một thói quen kém tắm, vì áo em chỉ mặc một lần, dựa dẫm, ỉ lại, lười rèn luyện phấn đấu. Mọi nỗi nghi ngờ bao trùm trong trung đội được giải tỏa. Buổi gặp gỡ sinh hoạt tập thể, Hùng nhận ra khuyết điểm và tu chí sửa chữa. Sau sự kiện bị phát giác, cô Loan đã mạnh dạn viết đơn trình bày hết sự việc và xin tha lỗi cho Hùng. Loan nói lý nhí trong cổ họng: cũng tại em tiếp tay, nếu không anh Hùng đã thành chiến sĩ tốt từ sớm. Em xin nguyện bù lại việc này là giúp đơn vị rèn luyện anh Hùng để áo anh ấy mặc nhiều lần khi có em ạ. Câu nói có lửa như thổi bùng lên khi Hùng hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Cặp đôi Hùng, Loan đã là chủ quán bán hàng thay thế cô Hồng cùng với một baby xinh, ngoan. Nhắc lại chuyện xưa, Hùng gãi đầu nói: giờ tớ là cái máy giặt chính cho cả nhà đấy. Nề hà gì nữa đâu, không giặt áo quần cho vợ con thì ai vào đây giúp cho tớ nào. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, tổ chức thực hiện Trí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe chương trình mà mình yêu thích, mình thâu lại. Chào thân ái. Merci.